Chào mừng bạn quay lại với kênh của Hà. Hôm nay Hà muốn giới thiệu đến các bạn bộ phim tình cảm lãng mạn tên là Không Biết Xấu Hổ, sản xuất năm 2012. Cậu thanh niên tát ép muốn đi tàu hỏa, nhưng nhà nghèo chả có nổi tiền mua một cái vé xe. Túng qua hóa liều, anh ta quyết định nhảy tàu trước khi tàu vào ga soát vé. Một màn này của cậu bé bị Ivmina, cô bé xinh đẹp nhà kia nhìn thấy. Nàng cực bất ngờ với màn trình diễn của cậu. Không có tiền mua vé, vì cậu ấy để dành toàn bộ tiền mình có được để mua kem cho cô chị họ Anka. Về nhà, tát ép thấy cô không mặc gì trên người đang nằm chờ bạn trai đến quậy. Thấy thằng em đứng ở cửa với túi kem, cô nàng đỏ mặt xấu hổ đi vào trong mặc vội chiếc áo đầm xanh lên người. Khi tát ép vẫn còn ở đó, thì bạn trai Anka đến mang cô gái đi trên một chiếc xe màu đỏ. Tát ép gào thét trong lòng vì cậu đã phải lòng cô ấy từ khi còn nhỏ. Nhưng Anka chỉ coi cậu như một người em trai không hơn không kém. Nửa đêm hôm đó, cặp đôi trai gái kia về nhà trong tình trạng say xỉn. Họ thân mật cùng nhau, để bớt khó xử, tát ép đành phải chui vào trong phòng tắm. Sau đêm mặn nồng, gã bạn trai thức dậy và lần mò đến làm quen với tát ép. Anh ta khẳng định anh sẽ cưới chị đẹp Anka làm vợ vì anh rất thích cô ấy. Nhưng lúc này tát ép không thèm để tâm đến những lời của gã kia. Sau khi gã bạn trai rời đi, tát ép cố gắng nói chuyện với chị gái. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không đâu vào đâu. Hết hè em sẽ quay về nhà gì? Tát ép nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, tát ép đến trường học. Tại đây anh gặp lại cô gái hồi sáng chứng kiến cảnh anh đi lộ vé. Con bé kia coi phim hành động nhiều quá bị chập IQ, thấy ai nhảy nhót cũng nghĩ là anh hùng. Nó quyết bám lấy tát ép và muốn lấy anh làm chồng. Tan học, con bé thay quần jean rồi trở về nhà. Gia đình cô không cho phép cô mặc quần các bạn ạ. Ông bố ở nhà đang cười khằng khặc với một anh chàng bặm trợn. Hắn là một tay xã hội đen và ông muốn Ivmina lấy hắn làm chồng. Đang ngồi nói chuyện với bố vợ tương lai thì một băng xã hội đen khác đến phá nát chiếc xe của hắn. Về phía tát ép, cậu về nhà và thấy em gái trong chiếc váy tím cực kỳ sang chảnh. Cô ấy không đủ tiền để mua nó, vì thế cô nàng đánh liều lấy trộm nó tại một cửa hàng. Dù biết em họ đã có bạn trai nhưng anh vẫn thường nhìn ảnh cô mỗi tối. Hôm sau ở trường, tát ép nghe được thông tin gã bạn trai mà Anka đang quen đã có vợ và hai con. Anh báo tin cho Anka nhưng hóa ra cô chị đã biết từ lâu, cô chấp nhận thân phận trà xanh và chỉ muốn ở bên gã đó. Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, cứ mặc kệ tôi đi. Anka hét lên. Anka muốn đuổi tát ép ra khỏi căn hộ. Chị biết em muốn gì từ chị. Anka đã tìm thấy đồ lót của cô trên giường tát ép. Đừng nói đó chỉ là nhầm lẫn hay tình cờ gì nhé. Một gã nhân viên công ty điện lực đến. Mấy tháng rồi Anka chưa thanh toán tiền điện. Nếu còn tiếp diễn thế này chúng tôi sẽ cắt điện nhà cô. Vừa nói gã nhân viên vừa cố gắng chạm vào cô, gã nở một nụ cười nhễu nhại. Trong nhà tát ép đang thu dọn quần áo chuyển đến sống với gì. Thấy em chuẩn bị rời đi, Anka thấy hối hận rồi. Hai chị em ôm chầm lấy nhau và khóc. Hôm sau khi đang làm thêm ở chợ, tát ép tình cờ bắt gặp Ivmina. Cả hai trò chuyện vui vẻ và cô gái nói rằng cô muốn lấy anh làm chồng. Tát ép mỉm cười vì cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của cô gái. Xong việc ở chợ, thanh niên về nhà thì bắt gặp gã bạn trai của chị họ đang hòa quyện một cái cối khác. Nhanh trí, tát ép nhanh chân chạy ra ngoài và khóa trái cửa lại. Anka đi làm về thấy gã bạn trai và tình nhân của hắn mắc kẹt bên trong. Đàn ông đúng thiệt là đã có vợ, có bồ rồi vẫn còn chưa thấy đủ. Dù hắn quỳ sụp xuống cầu xin, nhưng Anka quyết không cho hắn cơ hội. Tát ép ngồi đó cười sung sướng. Chết mày chưa, gã tình địch xấu xa. Đêm đó, hai chị em lên rừng an ủi cùng nhau. Sau khi chia tay gã bạn trai, nhà của họ bị ngắt điện vì không thanh toán hóa đơn trong nhiều tháng. Tát ép lúc này phải tìm cách xoay sở. Tát ép kiếm thêm việc để làm. Khi gặp Ivmina, anh hỏi liệu cô có quen ai có thể giới thiệu việc làm cho anh không. Khi nghe tát ép tâm sự về gia đình mình, cô gái bỗng nhiên tức giận bỏ đi. Chiều đó, khi đang đánh giày thì Anka về vào phòng thay đồ nhưng quên đóng cửa. Tát ép có ghé qua xem một lúc các bạn ạ. Tát ép đến tìm gặp Ivmina, quanh nhà cô toàn xã hội đen. Tát ép suýt bị cho một trận may mà cô gái đã kịp đến giải vây cho anh. Ba của hắn là cảnh sát, tốt nhất là tránh xa người này ra. Tin những lời xạo sự của cô nàng, bọn người kia bỏ đi. Tát ép nói với cô gái anh cần tiền và có thể làm mọi thứ để có tiền. Đêm đó, bọn họ cui vào một căn nhà sang trọng và trộm một tấm tha mê. Họ bán nó ở một chợ đồ cũ thu được một ít tiền. Nhưng số tiền không đủ để trả núi hóa đơn tiền điện. Ivmina về nhà trộm tiền của cha cô đưa cho tát ép. Anh chàng cảm ơn cô gái nhẹ dạ và hứa rằng có chuyện gì chỉ cần cô gọi anh sẽ có mặt. Tát ép quay về nhà thanh toán tiền điện và nhà anh đã sáng đèn. Chị đẹp Anka sung sướng chạy vào phòng tắm, cậu em đi chuẩn bị món kem yêu thích cho chị. Đang định chui vào phòng tắm thì chuông cửa reo vang, Ivmina đến. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh. Mới nãy cầm tiền anh chẳng hứa rằng sẽ có mặt khi cô cần, vậy mà mới mấy tiếng sau cô chạy đến tận nhà, nhưng anh thẳng tay đuổi nàng đi vì đang có việc gấp cần xử lý. Cô gái thất vọng rời đi. Thanh niên hứa lèo lật kèo chui ngay vào phòng tắm, muốn nhảy vào bồn chung cho vui, nhưng Anka la toáng lên phản đối kịch liệt. Cô gái phải bỏ chạy ra ngoài. Đêm đó, Anka đến bên giường tát ép. Có lẽ đến lúc em nên rời đi rồi, Anka nói với tát ép. Thanh niên lúc này thú nhận tình cảm của mình dành cho Anka. Lỡ xài điện của cậu em rồi. Đêm đó Anka nhắm mắt đưa thân cho anh chàng. Hôm sau, tát ép thấy gã bạn trai cũ của Anka đang mua một chiếc váy loại mà chị đẹp yêu thích. Anh tin rằng hắn muốn làm hòa cũng Anka. Chạy vội về nhà, thanh niên cố gắng phá hư chuông cửa nhà mình. Tát ép nói với anh ta, Anka không ở nhà. Bấm chuông mãi mà không thấy Anka mở cửa, anh ta đành ra về.
Hôm sau, khi về nhà, Tát Ek thấy gã ta đang ngồi chễm chệ ở trong nhà. Anh không chấp nhận sự thật hai người đã quay lại với nhau. Tát Ek dọa sẽ phá hủy mối quan hệ này, em sẽ giết anh ta hoặc sẽ tự kết liễu mình nếu chị còn ở bên hắn. Tát Ek hét lên. Ngày hôm sau, gã khốn kia đưa Anka đến một bữa tiệc, có sự tham gia của ngài bộ trưởng người có mối quan hệ mật thiết với hắn ta. Khi Anka nhảy với bộ trưởng, ông ta đã sàm sỡ cô gái, điều này khiến cô rất tức giận. Anka nói chuyện đó với bạn trai nhưng hắn không quan tâm, hắn còn mặt dày yêu cầu cô thân mật với ngài bộ trưởng. Anka kịch liệt phản đối, làm hắn mất bình tĩnh và tóm lấy tóc cô. Cô gái yêu cầu hắn đưa cô về nhà. Hắn giả vờ đồng ý rồi đưa nàng lên xe taxi. Khi bước lên xe, Anka phát hiện gã bộ trưởng đang ở trong đó đợi sẵn, không đồng ý làm đồ chơi cho bọn biến chất này. Cô gái chống trả và cuối cùng gã khốn đó cũng phải để cho cô đi. Về nhà, cô gái rất buồn và tự nhốt mình trong phòng. Lúc này, Yumina đã bị gia đình ép kết hôn với tay xã hội đen kia. Khi Tát Ek hay tin thì nàng đã lấy chồng. Anh chạy đến chỗ cô và muốn cùng cô chạy trốn, nhưng cô gái lắc đầu vì mọi chuyện đã chấm dứt kể từ hôm anh đuổi cô về. Quay về nhà, Anka cũng yêu cầu Tát Ek rời đi. Vậy là cuối cùng, anh ấy chả có ai bên cạnh. Câu chuyện không đầu, không đuôi, không có gì kịch tính, giật gân, cũng không có kết đẹp nhưng rất gần gũi với thực tế cuộc sống. Xem phim để thấy cuộc sống chật vật của người nghèo, đến tiền điện cũng còn không có mà đóng, vé tàu cũng không đủ tiền mua. Chỉ một hộp kem cũng có thể làm họ vui vẻ cả ngày. Việc làm trà xanh hay tiểu tam cũng chẳng có gì là to tát vì họ nghĩ chỉ cần không bán thân là họ vẫn còn chút lòng tự trọng. Tình cảm trong phim cũng không có gì gọi là khắc cốt ghi tâm, nam chính cũng mù mờ mụ mị trong tình cảm mơ hồ với cô chị họ và cô bạn gái Imina. Thích Tát Ek là thế nhưng rồi, cô gái kia cũng kịp nhận ra anh ấy không dành nhiều tình cảm cho mình. Thế là thôi, không yêu đương gì nữa sứt. Đến cái gã bạn trai của Anka, cũng là một gã khốn xấu xa mà xã hội này không hiếm. Vợ con đầy đủ, vẫn muốn thêm bồ. Bồ một rồi lại bồ hai, sếp muốn lai dai thì mang bồ dâng sếp. Các bạn đừng quên cho Hà một like và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà các bạn nhé. Cảm ơn và mến chào tạm biệt.